bôn thằng ấy nó mạnh quá nhỉ thầy trời. Màu đỏ thất kinh nó mạnh nhỉ. Tôi nghe em á. Đó lại dạng người cái dòng nó hơi khác một chút. Còn A3 thì nó vẫn là như quý tộc. Nghe cái giai điệu của nó đã. Ai đợt này đi qua chỗ này mình rất thích. Ồ. Oh. Đây Xuân Lô á. Xung quanh mịt mờ. Prestige Vision M là dòng thiết bị có thiết kế chuẩn màn hình 16:9 nên việc xem phim rất hấp dẫn. Hiện nay dòng này có hai model với dung lượng khác nhau: 30GB giá $350 và 60GB và 650GB hỗ trợ các hình dạng phim như AVX, MVX1, MVX2, MVX4 và VKMV9. Có khe cắm hỗ trợ thẻ ngoài như CF, SD, MMC, MS. Ngoài xem phim nghe nhạc, dòng máy này còn có chức năng nghe radio, ghi âm kết nối với TV. Samsung VM21 thông lượng lên đến 30GB. Trấn Sơn Dương rất nhiều băng rôn và biểu ngữ. VKMA, OMG, AC3. Còn hình ảnh là MX4, BNVX, XVID, AVI. Và các hình dạng ảnh cũ là CPG và PMB. Màn hình rộng 4 inch theo tiêu chuẩn 16:9 có thể ghi hình trực tiếp bằng TV, giá khoảng $420. Hy vọng với những thông tin hữu ích vừa rồi, quý vị có thể trang bị cho mình những thiết bị phù hợp. VNPT, cuộc sống